Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, hầu hết người thành công biết cách lên tiếng đúng lúc, im lặng đúng cách. Họ sẽ không bao giờ nói mà không có lý do. Họ cũng sẽ không nói những điều vô nghĩa. Vì như thế sẽ lãng phí thời gian, tự chuốc họa cho bản thân nếu lỡ lời nói sai. Những người có trí tuệ sẽ coi lời nói là một loại tu luyện trong cuộc sống. Bởi vì nếu nói những điều tốt đẹp, nói đúng, bạn sẽ dễ dàng thúc đẩy sự thành công, đạt được thành tựu mà nhiều người mong ước. Một người khôn ngoan hiểu rằng im lặng không phải là sự chịu đựng, chấp nhận thua cuộc càng không phải là sự yếu đuối. Với họ, sự im lặng khiêm nhường còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói. Vậy tại sao im lặng lại là khôn? Cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, có câu nói những bộ óc vĩ đại bàn luận về ý tưởng, những bộ óc bình thường bàn luận về sự kiện. Những bộ óc nhỏ nhen thì bình phẩm về con người. Câu nói của Eleanor Roosevelt là một trong những trích dẫn nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Nó được chứng minh một cách rõ ràng trong cuộc sống. Chỉ cần bạn chịu khó để ý là sẽ nhận thấy. Chúng ta dường như đang sống trong một thế giới mà mọi người chỉ chăm chăm nói lên ý kiến mà chẳng mấy ai chịu lắng nghe người khác. Chúng ta thích nghe những tin đồn, những câu chuyện vô căn cứ, thích đưa ra lời khuyên ngay cả khi chưa nghe hết câu chuyện nhưng lại chẳng đón chào nếu chúng dành cho mình. Vậy thì những bộ óc vĩ đại, những tâm trí cao siêu kia có thể ở đâu giữa cuộc sống xô bồ này? Chúng đã bị thực tế làm tiêu biến hay vẫn ở đây, chỉ chờ cho chúng ta tìm lại? Không đâu, tất cả những gì bạn cần làm để bộ não phát huy năng lực của mình là im lặng. Điều này không hề dễ dàng, thậm chí nó còn được coi là một nghệ thuật, một liệu pháp tâm lý đặc biệt. Và những gì nó mang lại cho bạn trong các mối quan hệ, trong công việc và cuộc sống xứng đáng để được cân nhắc nhiều hơn. Im lặng giúp bạn trở nên thông minh hơn. Nói ít đi không có nghĩa là nghĩ ít hơn, nhưng nó có thể dẫn lối cho những suy nghĩ chất lượng hơn. Khi bạn đang bận nói chuyện với những người xung quanh, những suy nghĩ sẽ không thể truyền vào nhận thức một cách đầy đủ để từ đó phân tích được đa chiều hơn. Nói ít đi cũng đồng nghĩa với việc nghe nhiều hơn. Các thông tin và kiến thức bạn thu thập được sẽ tăng lên đáng kể khi bạn biết giữ sự im lặng nhất định. Bạn sẽ nhận ra nhiều điều mình không biết và sự khiêm tốn đi kèm chính là một phần của sự thông minh thật sự. Khi bạn bắt đầu nhận ra mình thật sự không biết bao nhiêu, bạn sẽ lắng nghe và quan sát nhiều hơn thay vì quanh đi quẩn lại nói những điều đã cũ. Hiệu ứng Dunning-Kruger chỉ ra một sự lệch lạc nhận thức. Trong đó những người kỹ năng kém đưa ra những quyết định tồi và những kết luận sai lầm. Nhưng vì thiếu năng lực lại ngăn cản họ nhận thức về chính sai lầm đó. Khi tâm trí bạn tĩnh lặng, bạn sẽ quan sát nhiều hơn, nhận thức tốt hơn và đưa ra những quyết định rõ ràng hơn. Khi bạn không quan tâm đến việc nói nữa thì bạn sẽ tập trung vào việc lắng nghe, sẽ hiểu thêm nhiều điều và gặt hái hiểu biết mà bạn thậm chí chẳng dự đoán được. Và vì điều này, bạn sẽ dần trở nên thông minh hơn trong mắt người đối diện. Lùi lại một bước để tiến xa hơn. Một khía cạnh khác của việc trở nên thông minh là bạn có thể xử lý các thông tin đã được trao dồi và áp dụng vào thế giới thực. Khi tâm trí không tĩnh lặng, đầu óc đầy ắp những phiền toái, những nội dung liên tục được nói ra nói vào, bạn rất khó để nhận và đồng hóa thông tin mới. Chứ đừng nói đến việc hiểu ý nghĩa của chúng. Đây là lý do vì sao mọi người nói rằng họ cần thời gian để suy nghĩ. Ở đây, thời gian và sự im lặng là điều tương tự. Trạng thái im lặng là một trạng thái mở và dễ tiếp thu. Bạn có bao giờ nảy ra những ý tưởng độc đáo khi đang tắm hay đang ngủ không? Điều này là do bạn đang hoạt động trong một trạng thái thư giãn và nhận thức mở. Im lặng cho phép chúng ta lùi lại một bước so với bất cứ điều gì chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy và quan sát từ góc độ bình tĩnh và lý trí. Nó sẽ cho phép chúng ta chứng kiến những gì xảy ra mà không có sự thiên vị và phán xét cá nhân. Cơ hội để bình tĩnh và chọn lọc cách phản ứng. Tất cả chúng ta đều từng nói ra những lời không nên nói, như bí mật của một người bạn mà ta vô tình biết được, bàn tán vì ai đó vì ghen tuông hay đổ lỗi cho người khác vì điều họ không làm. Nhưng ngay sau khi nói ra điều đó, bạn sẽ cảm thấy có lỗi vì đã nói điều không nên nói. Chúng ta làm tổn thương người khác và chúng ta làm tổn thương chính mình khi chúng ta không thể kiểm soát được lời nói của mình.
Đây là những điều xảy ra khi chúng ta phản ứng quá nhanh, phát triển thói quen im lặng bên trong và bên ngoài, cho chúng ta thời gian để xử lý và sàng lọc suy nghĩ của mình và cho phép chúng ta phản ứng thông minh với bất cứ điều gì đang xảy ra. Điều này có nghĩa là lời nói của chúng ta sẽ được lựa chọn cẩn thận và sẽ được nói một cách bình tĩnh và tự tin. Khi bạn bình tĩnh, bạn sẽ thấy những gì mình nói quan trọng hơn, đúng sự thật và ít phù phiếm hơn. Với những ý kiến có giá trị, người nghe cũng sẽ tập trung hơn và thu thập được nhiều thông tin hơn từ đó. Từ đó, có những đánh giá về năng lực cá nhân. Và có những mối quan hệ tốt hơn. Nhiều người phàn nàn về việc không được nghe, không được hiểu. Đây là lý do tại sao mọi người thường xuyên cảm thấy cô đơn dù là trong một mối quan hệ thân mật. Nhưng điều này có thể được đảo ngược nếu họ cũng học cách nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn. Bạn có nhận thấy rằng khi bạn trong một cuộc trò chuyện, bạn không nghe lời người khác nói nhiều mà chỉ tìm một cơ hội để nói lên ý kiến của mình, chờ đợi để phản ứng những gì chúng ta nghĩ rằng người khác đang nói, ngay cả trước khi họ nói xong. Các cuộc trò chuyện như thế này không dẫn đến đâu và thường có thể khiến mọi người cảm thấy xa lạ và bối rối hơn về các vấn đề của họ. Khi bạn thực sự lắng nghe, người khác cũng sẽ dễ dàng cởi mở với bạn hơn. Bởi khi đối diện với vấn đề khó khăn, cái người ta cần đôi khi không phải là một lời khuyên mà chỉ đơn thuần là sự lắng nghe. Có một người thực sự lắng nghe bạn mới là phương thuốc điều trị sâu sắc. Quý vị thân mến, người xưa thường có câu im lặng là vàng nhằm khuyên ngăn con người nên biết cách im lặng khi cần thiết để tránh va chạm không đáng có, đồng thời học hỏi bằng cách lắng nghe nhiều hơn. Đó cũng chính là nguyên do vì sao con người sinh ra chỉ có một miệng nhưng có tới hai tai. Dĩ nhiên chúng ta không nên im lặng trong mọi tình huống. Ví dụ như khi đứng trước cái ác, cái xấu, chúng ta rất cần lên tiếng. Vậy khi nào thì nên im lặng? Hãy ghi nhớ những thời điểm sau đây, bởi lúc đó im lặng chính là cách hành xử khôn ngoan nhất đấy. Thứ nhất, khi bị người khác xem nhẹ, không nên nói lời oán giận. Khi ở trong tình huống bị người khác xem nhẹ, hãy thử soi xét và nhìn nhận xem liệu có phải bạn đã làm điều gì vô tình tổn thương họ hoặc điều bạn làm chưa đủ tốt để họ để tâm. Người xem nhẹ bạn là người không quan tâm đến bạn. Nếu một ngày bạn không còn đủ quan trọng trong tim họ, thì hãy coi như duyên đã cạn, hãy nói cảm ơn và đừng oán trách. Oán giận chỉ khiến mối quan hệ tồi tệ hơn nhiều, lời qua tiếng lại sẽ càng hủy hoại sự tốt đẹp đã từng có. Thứ hai, khi được ngợi khen đừng buông lời ngạo mạn. Nhận được sự khen ngợi và công nhận năng lực là vì bạn đã làm tốt một điều gì đó. Tuy nhiên đừng quên rằng ai cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Đừng vì được tán thưởng mà vội vàng ngạo mạn. Kiêu căng và tự đắc chỉ khiến chúng ta tự cao mà quên mất trau dồi bản thân, quên mất sự cầu tiến cần có để thành công. Hơn thế, khi nói lời thiếu khiêm tốn, bạn sẽ dễ nhận lại sự chán ghét của người khác và sẽ ít người muốn giúp đỡ bạn hơn. Giống như người xưa từng có câu, nước có thể dâng thuyền lên, nhưng hoàn toàn có thể cũng khiến cho thuyền bị lật. Thứ ba, khi người khác nói về điều mình chưa biết. Bạn đã từng nghe câu không biết thì giữ cột mà nghe chưa? Người khôn chỉ nên nói khi mình am hiểu một vấn đề nào đó và nên im lặng khi đứng trước những lĩnh vực mình mơ hồ hoặc chưa biết. Những người càng giỏi là càng kiệm lời, bởi họ hiểu rằng kiến thức trong đời là mênh mông, những gì chúng ta biết được chỉ là một hạt cát nhỏ. Nhà hiền triết Suras cũng từng thừa nhận rằng, tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất. Là một người bình thường, chúng ta lại càng nên khiêm tốn và cúi đầu trước những điều chưa biết. Thứ tư, khi lời nói ra là lưỡi dao cứa vào lòng người khác. Trong những cuộc tranh luận sôi nổi và có xu hướng đi tới tình trạng gay gắt, điều mà một người thông minh sẽ làm đó là chọn lấy cho mình sự im lặng, giữ lấy tất cả những cảm xúc đang trực tuôn trào và những mong muốn được chiến thắng bằng mọi cách là cách để bạn tránh được việc gây tổn thương cho người khác. Hãy thành thật với bản thân mình, chúng ta luôn ý thức được dù ít hay nhiều sức sát thương của những điều mà mình sẽ nói. Vậy nên khi chọn sự im lặng, chính là bạn đang từ chối việc làm tổn thương người khác. Thứ năm, khi cảm thấy đối phương cần được lắng nghe. Lắng nghe chủ động, lắng nghe với tất cả sự chú ý và mong muốn được chia sẻ câu chuyện với người đối diện là một điều vô cùng quý giá, đặc biệt là trong thời hiện đại, khi người ta không có đủ thời gian dành cho nhau. Khi bạn lắng nghe những điều người khác muốn nói, không cúi chen ngang, cướp lời hay nghe một cách lơ đễnh, có nghĩa là bạn đang thể hiện sự tôn trọng của mình với người đối diện.
đó thực sự là một nét đẹp trong giao tiếp của những người cư xử văn minh. Thứ sáu, khi không có gì để nói, chúng ta vẫn thường đánh đồng sự im lặng với không thoải mái, từ đó phải ép mình nghĩ ra một điều gì đó để trò chuyện và tạo bầu không khí vui vẻ. Tuy nhiên trên thực tế có những lúc bạn không có điều gì muốn trao đổi và đối phương cũng như thế. Vậy tại sao chúng ta không tận hưởng sự có mặt của nhau trong im lặng? Những khoảng tĩnh lặng đôi khi có thể mang tới sự bình yên cho mỗi người. Bởi khi bạn có thể ở cạnh ai đó một cách thoải mái, ngay cả khi không phải nói gì, đó là một dấu hiệu tốt cho một mối quan hệ. Nó có nghĩa là chúng ta hiểu và chấp nhận nhau, chỉ cần bạn ở đây là đủ. Thứ bảy, khi bạn đang cố gắng thay đổi một thói quen xấu. Thấu hiểu và cố gắng tìm cách phá vỡ một thói quen xấu là một hành động quý báu. Tuy nhiên, việc thay đổi một thói quen không phải lúc nào cũng dễ dàng. Con người thường hành động theo thói quen vì chúng ta không theo dõi và can thiệp vào cách hành động của mình một cách có ý thức. Nói cách khác, chúng ta chỉ hành động và không suy xét tới việc tại thời điểm đó cách ứng xử đó có phù hợp hay không. Vậy nên, khi chúng ta quyết định thay đổi những thói quen của mình, ví dụ như cách nói chuyện với bản thân và những người xung quanh, những tư tưởng và cảm giác chống đối sẽ ồ ạt xuất hiện để ngăn trở sự thay đổi này. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần giữ im lặng cho tới khi có thể làm chủ những hoạt động tư tưởng của mình và hoàn toàn chế ngự được những tư tưởng chống đối. Sự im lặng và âm thầm sửa đổi sẽ làm tăng tính tập trung và hiệu quả cho hành động của chúng ta. Các bạn thấy đấy, thay vì dùng thời gian vào việc tán gẫu, thì việc tập trung tâm trí và thời gian vào công việc, phát triển kỹ năng bản thân là lựa chọn thiết thực và thông minh hơn cả. Bởi những câu chuyện phím sẽ tiêu tốn của bạn một lượng lớn thời gian và tâm sức. Vậy nên khi đang bị chi phối bởi mong muốn được tâm sự và bạn cảm thấy mình không thể dừng câu chuyện lại, hãy dành ra một giây để tự hỏi chính mình, điều gì mới thực sự cần thiết cho cuộc sống? Nói cho thỏa mãn hay dùng thời gian đó một cách hợp lý và hữu ích hơn? Quý vị có đồng ý quan điểm này với Ngẫm Sự Đời không ạ? Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!